Mến chào quý vị khán thính giả và các bạn quay trở lại với chương trình thời sự SPTV của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin cực nóng gây chấn động dư luận, phát hiện tên nghệ sĩ hài trúng ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh và tên nam ca sĩ thất học cắt tóc trái tai đổi đời Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi tụ tập đám ca nghệ sĩ bẩn về nhà thờ tổ để quỳ lại xin tổ nghiệp ăn mày phục vụ cho việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng trong những ngày tiếp theo đây. Vâng thưa quý vị, trên thế giới này có hơn 7 tỷ dân, mỗi người có một công việc làm khác nhau để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng tuyệt nhiên không có một quốc gia nào họ lại tổ chức cúng tế nghề như đám ca nghệ sĩ bẩn ở Việt Nam. Ăn mày hay còn gọi là cái bang cũng là một công việc. Những em bé nhà nghèo không được đến trường phải đi bán vé số dạo ở ngoài đường cũng là một công việc để kiếm cơm. Hay cao hơn nữa như những ô xin, chị lao công phụ hồ cũng là một công việc để kiếm cơm, để mưu sinh, để lo cho cuộc sống gia đình và cho bản thân của mình. Vậy nếu nói phải cúng tổ nghề thì bây giờ có biết bao nhiêu ông tổ nghề càng phải được vinh danh. Thế nhưng đối với đám ca nghệ sĩ bẩn này thì chúng rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn bịp bợm, lên hát vài bài, mắm giòi, rồi cùng tổ chức giũ nghề để phục vụ cho mình trong việc giật chồng đẻ thuê, phá nát hạnh phúc gia đình của người khác. Với cái gọi là cặp với đại gia bằng muôn vàn chiêu trò thủ đoạn bịp bợm. Nhưng để được sự lưu manh bịp bợm như hiện giờ đã tốn không ít giấy mực của các trang báo chí phía Nam. Thì có tên nghệ sĩ hài trúng ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh. Cùng kêu gọi dỗ tổ nghề phía Bắc thì ông nghệ sĩ Quang Tèo cùng kêu gọi cho ông tổ nghề nghe cứ như phim kiếm hiệp của mấy thằng Tàu, nhưng thực ra nó đang tồn tại ở Việt Nam. Việc tên nghệ sĩ hài trúng ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh, chủ đích từ ban đầu xây dựng nhà thờ tổ ăn mày, rồi sau đó lôi tên thần y lừa bịp Võ Hoàng Yên, cấu kết PR cho nhau, đánh bóng tên tuổi, tổ chức đoàn bóng, mê tín dị đoan. Tại đây là một việc làm trắng trợn, vi phạm pháp luật. Nhưng vấn đề đáng bàn bây giờ là người dân đã phát hiện ra những vấn đề này, liệu có những khuất tất gì đang nằm ở phía sau? Tại sao xây dựng công trình đồ sộ trên đất nông nghiệp rõ ràng mà không bị dỡ bỏ hai hoạt động hầu đồng hầu bóng, vi phạm pháp luật rõ ràng, rõ như ban ngày? Sao không bị điều tra, có vấn đề gì lớn đang khuất tất nằm ở đây? Nhưng kính thưa quý vị, cái mà chúng tôi muốn nói đến là vấn đề với đám ca nghệ sĩ bẩn vô văn hóa này đang làm đến bao giờ thì mới được ngừng phim. Trong khi những tên ca nghệ sĩ bẩn này đều là những nhân vật đình đám có tên tuổi, có sức ảnh hưởng và thậm chí chúng là những idol cho giới trẻ học tập theo. Chẳng lẽ ngày mai các em trẻ thơ sẽ phải lên mạng search để tìm trên trang Google tìm thấy ngày cúng của ông tổ nghề bán vé số dạo của mình? Hay những người ăn xin lê lết ngoài đường cùng tích góp tiền để dỗ tổ nghề của ông tổ cái bang? Nói đến đây thì quý vị đã hiểu sự vô công rỗi nghề và nhàn cư vi bất thiện của đám ca nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện. Trong thời gian vừa qua, người Việt Nam có câu sướng ca vô loài là câu nói dành cho những ả đào con hát trong giai đoạn hiện nay. Nhưng khi đụng chạm đến vấn đề thì trong những ngày gần đây, nhiều ngôi sao của làng giải trí Việt hả hê ra mặt ngày bà Hằng bị gia hạn tạm giam, trong khi hàng triệu người dân không khỏi tiếc nuối xót xa khi hai tin bà Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam 1 tháng 27 ngày, thì một số người lại tỏ vẻ hả hê vui sướng ra mặt, dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết rõ là đang nhắc về ai. Thưa quý vị, những ngày gần đây, trong khi hàng triệu trái tim đã bày tỏ sự tiếc nuối cho bà Phương Hằng trước việc bà lại bị gia hạn tạm giam, và lần này đã là lần thứ ba, khả năng chưa biết còn kéo dài bao lâu nữa, thì một số người liên quan trực tiếp trong vụ này tỏ ra hả hê. Không thấy những người này, không nói hẳn quý vị đã rõ mười mươi là những ai rồi đúng không? Trong những bản tin trước thì bản tin SBTV của chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về việc Nguyễn Đức Hiển nhận được thông tin từ phía Công an Bình Dương xác nhận vai trò bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì mới đây nhất, tên ca sĩ Mr. Đàm trên trang Facebook cá nhân cũng vui mừng thông báo tin quan trọng. Theo đó, tên Mr. Đàm chia sẻ là Bình Dương những combo thông báo giám định của Sở Thông tin và Cảnh sát Điều tra Bình Dương trước khi sắp nhập hồ sơ về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đi, dù không nhắc tới bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng ai cũng ngầm hiểu đang nhắc thẳng trực tiếp liên quan tới vụ án của bà Phương Hằng. Đàm Vĩnh Hưng là một trong nhiều nghệ sĩ bị bà Phương Hằng réo tên trên livestream. Theo đó, thì tên nam ca sĩ cùng những cái tên khác như là Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên bị bà Phương Hằng tố là không minh bạch, tiền kêu gọi từ thiện và yêu cầu sao kê.
Cả hai xảy ra tranh cãi kịch liệt trên nền tảng mạng xã hội suốt một thời gian dài và Đàm Vĩnh Hưng đã viết đơn khởi kiện bà Phương Hằng theo cách nam ca sĩ này nói, quyết tâm đi theo hướng giải quyết bằng pháp luật cho đến cuối cùng. Vậy nên cũng là chuyện mà ai cũng đoán được là Đàm Vĩnh Hưng tỏ rõ ngay thái độ đúng vào thời điểm mà bà Phương Hằng bị tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày. Cùng với Nguyễn Đức Hiển, Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ Vi Nổ, trước đó cũng đã có động thái háo hức báo tin quan trọng giữa lúc bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam, đối diện với tù tội. Cụ thể, Vi Oanh đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh mới khoe nhan sắc tươi tắn rực rỡ hiện tại, kèm theo thông báo quan trọng. Nữ ca sĩ ẩn ý sắp tới sẽ có những hoạt động hay ho và bùng cháy. Cụ thể, Vi Oanh hào hứng chia sẻ, mỗi khi mà em không có nổi thời gian để hoạt động trên Face nhiều, có nghĩa là em sắp hoạt động lia lịa rồi nha. Là cũng có nghĩa là không có nổi thời gian chụp hình để úp cho dù tại em chụp là 5 sao, thanh ảnh buộc sao hết. Sắp tới sẽ có nhiều điều hay ho dành tặng và chia sẻ cùng cả nhà nha. Bùng cháy tí sau ồn ào xảy ra với bà Nguyễn Phương Hằng vào năm ngoái. Vi Oanh chủ yếu tập trung cho hoạt động kinh doanh, hạn chế tham gia showbiz. Mới đây khi nữ CEO bị bắt, Vi Oanh ẩn ý chia sẻ cảm xúc hả hê trên mạng xã hội, thu hút được sự chú ý. Được biết trước đó Vi Oanh đã nộp đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó, ca sĩ Vi Oanh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân. Ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, mới đây nhất cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, chồng của nữ ca sĩ nổi tiếng, với phi vụ tiền từ thiện miền Trung đã đăng đàn chia sẻ kết luận vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Ngay sau khi bà Hằng bị gia hạn tạm giam, cụ thể cựu tuyển thủ này đã công bố các văn bản trên Facebook kèm chia sẻ phần câu nói cũ: tôi không tin một nhân vật nào đứng trên pháp luật, dù là doanh nhân siêu nào đó, không ai được phép đứng trên pháp luật. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận về vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và vợ chồng cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, lời nói phát ngôn trong các buổi livestream phát sóng trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng trong năm 2021-2022 có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của một số cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương thông báo cho cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cùng vợ Thủy Tiên là bị hại về kết luận giám định như sau. Các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Hành vi này vi phạm điểm A khoản 3 điều điểm 16 của Luật An ninh mạng 2018, điểm G khoản 1 điều 5 Nghị định số 70/22013 NDCP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Và đương nhiên nhiều người khác nữa cũng không khỏi vui sướng khi không còn bị kiểm soát bởi bàn tay Phật tổ của bà Phương Hằng. Thời gian qua hẳn những con người này đã chịu nhiều áp lực lắm khi những giấc mơ bà Hằng đã phán là trúng. Kêu tên ai thì là đúng người đúng việc, không nói thì thôi, đã nói thì thế nào người đó cũng dính chuyện và toàn những scandal lớn không sao biện bạch được. Nên tất nhiên việc bà Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam là cơi thở dài khiến nhiều người thấy vô cùng nhẹ nhõm, ít nhất là được sống ung dung và thoải mái thêm một thời gian nữa. Còn quý vị nghĩ như thế nào trước sự hả hê này của những ngôi sao trong làng giải trí Việt? Để lại bình luận quý vị bên dưới video này. Thưa quý vị, những ngày gần đây, hàng loạt thông tin không chính xác về vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng bắt nguồn từ mục đích xấu xa. Nhưng điều đáng nói và rất nguy hiểm là những thông tin giả mạo được lên kịch bản nhằm tuyên truyền cho dẫn dắt dư luận. Chính vì thế, vụ drama của CEO Nguyễn Phương Hằng dần đi đến hồi kết thì có rất nhiều thế lực nhóm và cá nhân lợi dụng để chống phá. Điều khiến người dân và cộng đồng mạng đã nhìn nhận ra sự việc trong drama của CEO Nguyễn Phương Hằng và nhiều người dân có thái độ bức xúc phẫn nộ trước cách làm việc của mấy ông quan chức, cụ thể là ông Phan Văn Mãi, Lê Hồng Nam. Nhiều người dân thành phố cũng ra đề nghị lãnh đạo đảng và nhà nước khởi tố và bắt ngay những tên tội phạm tham nhũng như là tên quan tham Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, và tên Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, và ông Hồ Dĩ Minh, cùng với đó là bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, Đức Hiển, vì những tên này đã vi phạm vào điều 356 của Bộ luật hình sự là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thử hỏi ông Phan Văn Mãi và ông Lê Hồng Nam tại sao những tên tội phạm đi lừa đảo và mượn hoa cúng Phật, trong khi đó thì hơn một năm trời bà Nguyễn Phương Hằng
đã có rất nhiều đơn tố cáo của người bị hại như là đơn như là thần y Lựa Bịp Võ Hoàng Yên, ả nhà báo hết thời Hèn Ni, tên nhà báo Lươn Lẹo Đức Hiển và các ca nghệ sĩ bị bợm khác. Các ông không bắt giam để điều tra mà lại bắt người tốt như bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là một hành vi bắt người để bịt miệng nhân chứng không nói ra thì ai cũng biết rõ điều này. Lời khuyên chân thành tới ông Phan Văn Mãi đừng có cởi quyền mà đàn áp nhân dân, đề nghị bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho lũ quan tham. Đừng hại dân hại nước, chúng kết bè kết phái như thế. Chúng muốn vào lò bắc trọng trăng. Bên cạnh đó thì nhiều người dân cũng lên tiếng đề nghị các chức năng lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hãy sớm xem xét thả ngay bà Phương Hằng ra ngoài. Vì bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều hoạt động đóng góp cho nhà nước và nhân dân. Bà Nguyễn Phương Hằng là người tốt, hiện đang bị hãm hại, chúng tôi có thể khẳng định việc đó là có thật 100%. Người dân rất mong Trung ương vào cuộc để xử lý cho thật nghiêm khắc và công bằng với bà Nguyễn Phương Hằng. Vì bà Nguyễn Phương Hằng là một người rất yêu thương dân và muốn sống để cống hiến cho người dân, cho đất nước, tại sao phải chịu oan ức trong trại giam. Và nhiều người cảm thấy đau xót cho bà Phương Hằng và cho xã hội, cho đất nước. Tội ác đã lên ngôi ở cái xã hội hiện nay và rất mong bác Nguyễn Phú Trọng, bác Phúc, bác Chính hãy xử lý triệt để cho người dân được bình an và cho xã hội được trong sạch trở lại để giữ gìn cho văn hóa nước nhà được xây dựng lại cho vững mạnh, không còn bị suy đồi trầm trọng nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.